Nhằm đảm bảo tính khả thi trong triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Giang Nghĩa Đắk Nông, Trân Thành Bình Phước, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành đưa dự án vào khai thác. Chính phủ mới đây đã kiến nghị Quốc hội cho áp dụng một số cơ chế chính sách đặc thù. Chính phủ kiến nghị bố trí nguồn vốn ngân sách trung ương để thực hiện dự án, cho phép người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn, gói thầu thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa Đắk Nông Trơn Thành Bình Phước là trục giao thông quan trọng kết nối vùng Tây Nguyên với vùng Đông Nam Bộ, vùng Tây Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh việc đầu tư cao tốc ra nghĩa trơn thành sẽ giải quyết điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, tạo không gian phát triển mới, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh khu vực vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Nhiều dự án vượt tiến độ giải ngân, chủ đầu tư phải xin thêm vốn để triển khai những tháng cuối năm. Theo lãnh đạo vụ kế hoạch đầu tư Bộ Giao thông Vận tải, theo báo cáo của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, Ước đến hết tháng 5, Bộ Giao thông Vận tải giải ngân khoảng 19.800 tỷ đồng, đạt khoảng 33%, cao hơn cùng kỳ năm 2023. Hiện công tác điều hòa kế hoạch vốn giữa các dự án là công cụ hiệu quả nhất để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân. Từ đầu năm đến nay, Bộ Giao thông Vận tải đã hai lần điều hòa kế hoạch vốn, bảo đảm đủ nguồn vốn thực hiện các dự án bộ giao thông vận tải cũng đã yêu cầu các chủ đầu tư phải xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án kiên quyết chấn chỉnh xử lý các chủ đầu tư nhà thầu không đáp ứng đủ năng lực ảnh hưởng đến tiến độ